Đúng rồi, với lại cái kiểu của nó là nó từ sự nó kể như vậy, giống như là mình lật một cái bài câu chuyện mình đọc gì đó, mình lật một câu chuyện mình đọc, mình giống mình đọc chứng gì đó để cho các bạn coi kinh nghiệm nó. Chính vì thế cho nên cái người đến Boston á, mình phải thật chắc gì vào cái hàng solo đấy, hàng sao đánh hoặc cái hàng ca sĩ hát sao thì nó hát, nhưng cái nhịp của mình vẫn là phải chắc, là mình vẫn phải nghĩ trong đầu mình. Ví dụ vậy, là mình cứ phải níu đều như vậy. Còn người ta đánh như thế nào, người ta đệm như thế nào, người ta hát như thế nào, tùy người ta. Ở nhà bây giờ các bạn đừng hát theo, các bạn chỉ nhớ cái nhịp các bạn trong đầu thôi. Thầy sẽ không đánh đúng lúc và chạy ông ra lên xuống loạn xạ hết, để các bạn có cái kinh nghiệm đó sau này á, chúng ta cũng bất ngờ khi mà theo mình đánh Boston mà nó hát cả chúng gì hết trơn trọ. Nhà cái kiểu Boston nó là như vậy. Một lần nữa, 5, 6, 7, 8.